bạn thân mến, thay vì phải ngồi khuấy đào liên tục nồi nấu đậu phụ thủ công gây tốn sức lực, mệt mỏi. Hơn thế nữa thì mẻ sữa khi hoàn thành còn có nguy cơ bị khê cháy. Thì ngày hôm nay, Nissan sẽ giới thiệu tới các bạn một trợ thủ đắc lực giúp khắc phục những điều này. Đó chính là chiếc nồi nấu đậu phụ bằng điện 80 lít ngay bên cạnh tôi đây với mã model sản phẩm NSNND80L. Để biết thiết bị này có điểm gì vượt trội mang đến nhiều tiện ích trong quá trình nấu đậu phụ thì ngay bây giờ các bạn hãy cùng chúng tôi khám phá nhé! Trong sản phẩm nồi nấu đậu phụ bằng điện có các model 30L, 40L, 50L, 60L, 80L, 100L và 120L. Các mẫu này đều giống nhau về thiết kế và tính năng, chỉ khác nhau về kích thước, sản lượng, loại thanh nhiệt và số lượng thanh nhiệt mà thôi. Các bạn có thể tham khảo đầu tư thêm để lựa chọn cho đơn vị của mình một chiếc nồi phù hợp. Ngoài ra thì Nissan còn nhận đặt hàng nồi nấu đậu phụ với dung tích theo yêu cầu của khách hàng. Vậy nên chắc chắn rằng bạn sẽ lựa chọn được mẫu nồi có dung tích phù hợp với nhu cầu khi đến với Nissan. Các bạn thân mến, nồi nấu đậu phụ bằng điện ngay từ khi xuất hiện trên thị trường đã nhanh chóng được chủ cơ sở làm đậu phụ săn đón và sử dụng cho đơn vị của mình bởi vì nó được thiết kế với nguyên lý hoạt động đặc biệt, khắc phục được hoàn toàn những hạn chế của nồi nấu đậu thủ công trước đây. Nguyên lý vận hành của nồi là truyền nhiệt gián tiếp thông qua dung dịch cách thủy là dầu hoặc là nước vào lớp trong cùng của nồi nơi chứa đậu. Nhờ vậy mà nhiệt sẽ lan tỏa đều khắp nồi mà không bị tập trung ở đáy, giúp đậu phụ chín đều và hoàn toàn không xảy ra hiện tượng khê cháy, khét dưới đáy nồi. Một ưu điểm nữa là chiếc nồi vận hành bằng 100% nhiên liệu điện nên rất sạch sẽ, an toàn, không khói bụi hay khí ga, đảm bảo hương vị đậu phụ thơm ngon đặc trưng đúng chuẩn, không bị ám mùi lạ. Với nguyên lý hoạt động đặc biệt như vậy thì chiếc nồi nấu đậu phụ không chỉ nấu được đậu phụ đâu mà nó còn nấu được rất nhiều các dung dịch dễ bị đóng cặn khác như là sữa bò, sữa ngô, sữa gạo, sữa hạt, nấu cháo và rất đa năng tiện dụng đúng không nào? Nồi nấu đậu phụ bằng điện hiện đang được ứng dụng rộng rãi trong các cơ sở chế biến sữa đậu nành, sữa bắp, các cơ sở chuyên làm đậu hũ, đậu phụ và các chế phẩm từ đậu nành. Các nhà ăn, nhà hàng có phục vụ món đậu phụ, sữa đậu nành. Quay trở lại với chiếc nồi nấu đậu phụ bằng điện 80 lít thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá chi tiết về những ưu điểm thiết kế và tính năng đặc biệt của sản phẩm này nhé. Nồi được thiết kế với kiểu dáng hình trụ tròn thiên về chiều cao, trông khá là gọn gàng, đẹp mắt, không làm tốn nhiều không gian diện tích sử dụng. Phần chân đế thì được trang bị dạng bánh xe nên bạn có thể dễ dàng di chuyển đến các vị trí khác nhau mà không tốn nhiều sức lực. Toàn bộ nồi được làm từ chất liệu inox 304, đây là loại chất liệu inox cao cấp nhất hiện nay, dày dặn, bền đẹp và hoàn toàn không bị han gì khi tiếp xúc với muối hay là nước, thực phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh, thực phẩm tuyệt đối. Cấu tạo nồi nấu đậu phụ bằng điện gồm các bộ phận, nắp nồi, thân nồi, lỗ sục khí, thanh nhiệt, ống tiếp nước hoặc dầu và ống thăm dò nước dầu, van một chiều, van xả đậu, van xả nước, dầu, thân máy, chân máy và hộp điện điều khiển tách rời. Như các bạn có thể thấy thì nắp nồi được thiết kế với dạng bán nguyệt ở đây. Khi cần kiểm tra đậu thì bạn có thể mở một nửa ra để hạn chế thất thoát nhiệt. Thành nồi được cấu tạo gồm 3 lớp inox 304 dày dặn, trong đó thì khoang giữa là nơi chứa dung dịch chuyển nhiệt bằng dầu hoặc nước. Khoang trong cùng là nơi chứa đậu. Ở giữa hai lớp inox ngoài cùng thì còn có thêm một lớp bảo ôn cách nhiệt bằng foam dày dặn, giúp nồi giữ nhiệt cực tốt, rút ngắn được thời gian nấu đậu, tiết kiệm được điện năng. Khoang giữa thì chứa dung dịch chuyển nhiệt vào nước đậu và một foam cách nhiệt dày dặn nên khả năng giữ nhiệt rất tốt, rút ngắn thời gian đun nấu và tiết kiệm được điện năng. Ngoài ra thì thiết kế này còn giữ cho lớp vỏ ngoài cùng không quá nóng, nếu như bạn có lỡ tay chạm vào khi nồi đang nấu cũng không lo bị nóng bỏng. Bên trong khoang giữa thì còn có hệ thống ống dẫn khí sục xuống đáy nồi. Trong quá trình nấu, sữa đậu sẽ được sục đảo tự động liên tục, đảm bảo không bị đóng cặn hay là vón cục đậu. Cũng nhờ ưu điểm này mà chiếc nồi này phù hợp để nấu tất cả các dung dịch dễ đóng cặn như là các loại sữa, nấu cháo hay là nấu súp. Bên ngoài thành nồi được trang bị tới 3 loại van với tính năng vô cùng thông minh. Đầu tiên là van một chiều chống hút ngược đậu vào khoang giữa, đảm bảo nước đậu không bị tràn vào khoang giữa và qua các lỗ sục hơi. Van xả đáy giúp lấy thành phẩm và vệ sinh nồi dễ dàng, nhanh chóng. Van xả nước giúp xả nước trong khoang giữa ra bên ngoài khi không còn nhu cầu sử dụng nữa. Ngoài các loại van trên thì bên thành ngoài nồi còn thêm một ống thăm dò mực nước và ống tiếp nước. Bạn có thể kiểm tra mực nước trong khoang buồng đốt chính xác để tiếp nước kịp thời, không xảy ra tình trạng cạn kiệt nước làm cháy thanh nhiệt. Nồi nấu đậu phụ bằng điện 80 lít ra nhiệt bằng 3 thanh nhiệt với tổng công suất lên tới 12kW. Chỉ 40 đến 60 phút là đã đun sôi được sữa đậu bên trong nồi, nhanh hơn gấp nhiều lần so với việc đun bằng than hoặc là bằng ga thủ công. Cuối cùng, hệ thống điều khiển của nồi nấu đậu là hộp điện điều khiển tách rời, bởi vậy bạn có thể dễ dàng điều chỉnh các thông số và đảm bảo an toàn khi vận hành.
Hộp điện cũng được thiết kế rất đơn giản, gồm các át bật tắt thanh nhiệt và các đèn báo tương ứng. Bạn có thể điều chỉnh công suất bằng cách là tắt hoặc là mở thanh nhiệt số 1, 2, 3 của nồi nấu đậu phụ. Ngoài ra thì tủ điện còn có thêm một automat chống giật có khả năng tự động ngắt khi xảy ra sự cố về điện, đảm bảo an toàn cho người dùng trong quá trình sử dụng. Ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách sử dụng chiếc nồi này nhé. Bước 1, cấp nước qua ống tiếp nước vào khoang giữa của nồi. Bạn phải đảm bảo trong quá trình nồi hoạt động, mực nước luôn phải cao hơn 1/2 chiều ống thăm nước. Bước 2, bật CB để cấp điện cho tủ điện. Lúc này thì đèn báo đỏ sẽ sáng. Bước 3, cho sữa đậu vào nồi, sau đó thì bật 1 hoặc là 3 át để bật 1 hoặc 3 thanh nhiệt chạy. Lúc này thì 1 hoặc 3 bóng báo còn lại sẽ sáng. Bước 4, đợi khi nồi đậu sôi thì bạn tắt 1 hoặc là 3 át đi để giảm độ sôi hoặc là tắt hẳn nồi đi. Thành phẩm nấu xong bạn sẽ lấy ra ở van xả đậu. Bước 5, vệ sinh nồi sạch sẽ sau mỗi buổi làm việc. Lưu ý trong quá trình sử dụng chiếc nồi nấu đậu phụ bằng điện, bạn nên ngắt điện hoàn toàn khỏi nồi, xả hết sữa còn lại trong nồi ra ngoài và xả hết nước còn thừa trong khoang cách thủy. Dùng vòi nước xịt rửa sạch lòng nồi và xả qua van xả đáy nồi. Dùng khăn ẩm sạch lau qua bề mặt nồi, không để hộp điện tiếp xúc trực tiếp với nước. Đặt nồi ở nơi khô ráo, thoáng mát và sạch sẽ. Như vậy, với thiết kế đơn giản và những tính năng tiện ích, nồi nấu đậu phụ bằng điện 80 lít đã trở thành trợ thủ đắc lực không thể thiếu trong các cơ sở chế biến đậu phụ, đậu hũ, tàu phớ, sữa đậu, quán ăn, bếp ăn quy mô nhỏ. Ngoài sản phẩm nồi nấu đậu phụ bằng điện thì New Sun cũng cung cấp thêm các sản phẩm liên quan khác như máy xay đậu nành, máy vắt bã đậu, máy ép đậu phụ. Các bạn có thể tham khảo đầu tư thêm các sản phẩm trên để hỗ trợ cho công việc kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. Khi mua sản phẩm nồi nấu đậu phụ bằng điện tại điện máy New Sun, bạn sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi. Ưu đãi giảm giá lên tới 20% và một phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng. Bảo hành máy trong vòng 12 tháng, bảo trì sửa chữa trọn đời sản phẩm. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7, đổi trả miễn phí nếu phát hiện lỗi từ nhà sản xuất trong 3 ngày đầu tiên hoàn toàn miễn phí. Miễn phí vận chuyển đến 10 km tại các chi nhánh cửa hàng điện máy New Sun trên toàn quốc và hỗ trợ tìm nhà xe đối với các đơn hàng về tuyến tỉnh. Khi mua hàng tại điện máy New Sun thì bạn có thể yên tâm về chất lượng cũng như là giá cả, bởi vì New Sun là đơn vị trực tiếp sản xuất và phân phối nồi nấu đậu, không qua trung gian mua đi bán lại làm giá cả tăng cao. Để được tư vấn và đặt mua sản phẩm thì các bạn hãy nhanh tay gọi điện đến số hotline 0961 555 155 hoặc số 0961 555 255. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể truy cập vào trang web dienmanysan.com để có thể tìm hiểu thêm các sản phẩm khác nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Hãy nhớ nhấn nút like, subscribe và nhấn chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất của điện máy New Sun. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.